phái đoàn Hamas tới Nga thảo luận việc thả con tin ở Gaza. Một phái đoàn của Hamas ngày 26 tháng 10 đã tới Moscow để thảo luận về việc thả các con tin ngoại quốc, gồm cả công dân Nga mà lực lượng này đang giam giữ tại Gaza. Theo hãng tin RT và Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho biết một thành viên cấp cao của Hội đồng Chính trị Hamas, ông Musa Abu Mazyuk, là người dẫn đầu phái đoàn Hamas tới Moscow. Chủ đề các cuộc đàm phán giữa Nga và đại diện Hamas là thả con tin và sơ tán an toàn người Nga cũng như các công dân nước ngoài khác đang mắc kẹt tại Gaza do lệnh phong tỏa của Israel. Chính phủ Israel đã kêu gọi Moscow trục xuất phái đoàn Hamas và cho rằng việc Nga tiếp phái đoàn Hamas là hành động hỗ trợ cho lực lượng này, tạo tính hợp pháp cho các hoạt động tàn bạo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Lior Hayat nói Hamas còn tồi tệ hơn cả IS. Israel lên án việc mời các quan chức Hamas cấp cao tới Moscow. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga trục xuất phái đoàn Hamas ngay lập tức. Quan chức Israel này nói Hamas đã ra tay với hơn 1.400 người Israel và bắt hơn 220 người làm con tin trong các cuộc tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Nga có quan hệ với tất cả các bên chủ chốt tại Trung Đông, gồm cả Israel, Iran, chính quyền Palestine và Hamas, lực lượng đang kiểm soát Gaza. Moscow đã kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn, nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình. Hamas đã đưa ra một tuyên bố riêng, trong đó đề cao những nỗ lực của Nga trong việc chấm dứt cái gọi là hành động tàn ác của Israel được phương Tây ủng hộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, hôm qua cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri cũng đang ở thăm Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Hamas sẵn sàng trả tự do cho các con tin dân thường.